Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Dẫn Thỉnh Sư, giờ đây chư giới tử đã vân tập đầy đủ và trang nghiêm đạo tràng. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa từ bi hoan hỷ quan lâm đạo tràng để giáo giới hành nghi cho chư giới tử được ân triêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chiều hôm nay chúng ta sẽ học tập những nghi thức đăng đàn. Thì lời đầu tiên tôi xin gửi vấn an sức khỏe đại chúng các giới tử. Nói về nghi thức của giới đàn thì thực ra cũng không có cái gì lạ. Tất cả những nghi thức này nếu chúng ta ở trong đạo tràng từng sinh hoạt
những buổi thuyết giới, tụng giới, thì chúng ta sẽ thấy nó phản phất những cái ngôn từ mà đã nghe qua. Tuy nhiên nó có một vài điều mà chúng ta không được xem trước, không được nghe trước. Đó là vấn đề của giới. Nếu mình ở không ở trong lĩnh vực đó thì mình không có được lẻn nghe. Bởi vì nghe như vậy nó mang cái tính không chân thật. Mình trộm giới thì khi đăng đàn thọ giới mình sẽ không đắc giới, vì cái tâm khắc ngưỡng không có. Thế cho nên nghi thức trong giới đàn, chúng ta được hướng dẫn những điều cần thiết và có những điều phải lâm đàn mới được tiếp nhận. Và giới đàn là cái nơi mà để mọi người cùng làm cái công việc giới luật. Và chúng ta muốn thọ giới, chúng ta cũng phải đến đó. Các thầy muốn truyền trao giới luật cũng phải đến đó. Khi cơ và cảm gặp nhau trong cái khoảnh khắc của sự khắc ngưỡng thanh tịnh, thì cái giới thể vô tác đó nó sẽ hiện diện và lưu trú vào đảnh môn của chúng ta. Kể từ đó chúng ta mới có cái khả năng phòng phi chỉ ác. Giới thể vô tác đó chỉ hiện diện và chúng ta có khả năng tiếp nhận trong một khoảnh khắc đó thôi. Như hôm qua cũng đã nói chuyện với đại chúng là giới sư phải thanh tịnh và truyền trao phải đúng pháp. Đàn tràng cũng phải kiến lập thanh tịnh đúng pháp. Và giới tử cầu thọ cũng phải đem tâm thanh tịnh tha thiết. Chính cái sự cảm ứng này nó giao thoa với nhau trong một khoảnh khắc. Và cái giới thể vô tác đó nó hiện diện sau 3 lần yết ma của Đại Tăng. Như vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu để chúng ta có khả năng tiếp nhận và đắc giới? Cái điểm khởi đầu của chúng ta là phải gìn giữ 3 nghiệp cho thanh tịnh trong giờ phút. Không phải đến lúc lên đàn thọ giới, mà từ khi chúng ta phát tâm xuất gia cho đến phát tâm thọ giới, trong suốt thời gian tu tập đó cũng là để làm thế nào mình có khả năng gạn đục khơi trong, chuyển hóa 3 nghiệp mình cho thật là thanh tịnh. Thì như vậy mình mới có khả năng tiếp nhận giới pháp thanh tịnh được. Trong kinh nói là ví dụ như muốn xúc bình thì cũng phải có cái nghệ thuật, có cái phương cách để xúc bình cho sạch. Vì bình sạch mới đựng nước sạch. Nếu nước sạch mà cho vào cái bình không sạch thì chính cái chất cặn bã vẫn đục cũ của bình nó làm cái nước đấy cũng mất đi cái tính sạch. Cái tập khí của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, cái thói quen đó nó làm cho chúng ta bị điên đảo, bị bất an.
Và cũng chính vì muốn thay đổi cái sự khổ đau đó, cho nên chúng ta xuất gia tu tập để làm mới, để chuyển hóa những cái tập khí cũ đó. Vì vậy, đi đứng ngồi nằm trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong những cái giờ phút thiêng liêng này, đại chúng phải hết sức là nghiêm túc. Để chúng ta có được cái giới pháp thanh tịnh, chính cái giới pháp này nó đi với chúng ta từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Chính cái giới thể vô tác đó, nó đưa chúng ta đến cái quả vị giác ngộ thành Phật. Cái hình tướng, cái chiếc áo này, ngay cả những cái giới tướng nó cũng mất theo cái xác thân của chúng ta, nhưng cái giới thể Bồ Tát đó không mất. Cho nên nhờ cái giới đức đó mà chúng ta có khả năng biết dừng lại, biết tránh xa. Vì vậy mà mình có nhiều giải thoát, có được an lạc. Chữ Ba La Đề Mộc Xoa, chúng ta hiểu Ba La Đề Mộc Xoa có nghĩa là xứ xứ giải thoát, biệt biệt giải thoát, thú hướng giải thoát. Xứ xứ giải thoát có nghĩa là mình hành trì, mình sống với cái tinh thần của giới luật thì mình ở đâu cũng thảnh thơi. Xứ xứ ở chỗ nào cũng có nhiều hạnh phúc. Biệt biệt giải thoát, mình giữ được cái điều nào thì mình thảnh thơi giải thoát điều đấy. Và thú hướng giải thoát nghĩa là mỗi bước chân của chúng ta, mỗi cái hơi thở của chúng ta, chúng ta đều hướng đến cái sự an lạc giải thoát. Cho nên oai nghi của người tu rất là quan trọng. Đó chính là cái lý do mà trong giới đàn, cái việc trước tiên là chúng ta phải tụng luật. Tối hôm qua tôi ngồi đánh mỏ cho đại chúng tụng. Đầu tiên thì tôi còn giữ được cái trường canh. Nhưng mà càng đi sâu vào các cái cuốn luật sau thì tôi bị cái năng lượng, cái dòng chảy của đại chúng nó lôi tôi. Lúc đó thì tiếng mõ không còn theo các vị nữa, mà lúc đó tiếng mõ nó lạc vào trong không gian của cái dòng chảy. Cho nên cái năng lượng trì tụng đó nó không còn bị những cái âm thanh của thế gian nó trói buộc. Cái dòng sinh mệnh của Phật tổ chính là ở chỗ chúng ta sống có ý thức, chúng ta chịu cùng đi chung một dòng chảy của Phật tổ. Cho nên chính cái dòng đó nó được đóng góp bởi mỗi người chúng ta là một giọt nước thanh lương. Mình đóng góp vào trong cái dòng chảy đó nó tịnh thanh, nó không có bị rác, không có bị cặn bã,
Cho nên dòng chảy đó nó nhẹ nhàng, nó trôi ra biển cả. Việc đầu tiên của người xuất gia là phải học giới luật. Cái việc đầu tiên của giới đàn là phải tụng giới luật. Và chúng ta bắt đầu tụng bằng cái gì? Tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng yếu lược, tức là chúng ta đọc những cái bài thi kệ chú mà mình gọi đó là tỳ ni nhật dụng, những cái kệ chú để mình ứng dụng hằng ngày trong sinh hoạt, ăn cơm, mặc áo, đánh răng, mỗi bước chân chúng ta đều có pháp. Những kệ chú đó là những đề tài để chúng ta thực tập chánh niệm. Đi đứng ngồi nằm, tâm chúng ta không có sao lãng cái lý tưởng giải thoát. Lúc nào tâm chúng ta cũng có pháp. Vì vậy, một khi chánh pháp mà ngự trị có mặt cùng với chúng ta nhịp nhàng trong hơi thở, trong bước chân, thì tà pháp không có chỗ để nó xen vào. Cho nên cái oai nghi trong khi đi đứng ngồi nằm chúng ta phải lưu ý, nhất là oai nghi trong giới đàn. Tiếng thoái lễ quỳ phải như pháp, để nó giúp cho thân và tâm chúng ta không có bị sao lãng và bỏ đi, đánh mất cái cơ hội mầu nhiệm đang diễn ra ngay trong giây phút hiện tại. Người ta nói là giới luật thời bây giờ mà học làm gì? Học những cái chương trình Phật học của trường lớp để mình có học vị, cái đó nó thực dụng hơn. Còn học giới luật thì cũng chỉ là để cho biết vậy thôi. Còn ai làm hay không thì cũng chẳng ai kiểm soát được ai. Có nhiều vị nhận định đáng buồn như vậy. Bây giờ thực tế chúng ta kiểm tra lại xem, qua mấy buổi khảo hạch vừa rồi, đại chúng đã làm bài trắc nghiệm này, làm bài tiểu luận này, thì chúng ta cũng đã vượt qua rất nhiều những cái thử thách, và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây. Như vậy, có thể nói là những cái kiến thức căn bản, cái trình độ phải có, chúng ta đã vượt qua. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là xong, mà những cái kiến thức đó chúng ta phải đem ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, ứng dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày, để chúng ta có tuệ giác, để chúng ta có nhiều cái an lạc. Thế nào gọi là có tuệ giác? Mình nhìn cái gì, mình làm cái gì đều làm trên cái ý thức. Những cái ý thức của chúng ta là có ánh sáng trí tuệ của chư Phật, của chư Tổ soi sáng cái ý thức của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta nhận diện được mọi sự mọi vật nó đang là gì, thì mình thấy nó đúng nghĩa đang là như thế ấy, không thể khác.
không vì thương nó mà thấy khác, không vì ghét nó mà thấy khác. Thấy được như vậy thì mình mới không có khổ, không có khó chịu trước những cái biến đổi của mọi sự mọi vật. Vì mình biết nó sẽ như vậy, cho nên đến khi nó biến đổi mình cũng không vì thế mà mình khó chịu. Không khó chịu là không khổ. Cho nên đi đứng ngồi nằm phải có ý thức. Cái gì mình có thể giấu người khác được, nhưng bước chân của mình, cái ánh mắt của mình không qua mặt được ai, không che đậy được người khác. Nhìn vị đó bước đi, nhìn cái vị đó chắp tay, mình biết thầy đó, mình biết cái vị đó có chánh niệm hay không. Nếu mình sống có ý thức thì tự nhiên mình biết cần phải làm cái gì để không bị khổ. Nghĩa là mình không tạo tác ra cái nhân khổ đau cho chính mình. Mình sẽ không nói như vậy, không làm như vậy, không nghĩ như vậy. Thì những cái điều mà mình biết được như vậy nó từ đâu? Từ ở chỗ là mình sống với những cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra những cái kiến thức nếu mình không ứng dụng thì mình không thấy được cái màu nhiệm của nó. Cho nên vấn đề tri thức với tuệ giác hai cái khác nhau. Cái tri thức có thể học tập từ trường lớp, nhưng cái tuệ giác không ai truyền cho mình được cả, mà chính mình phải tu tập để mình có khả năng chế tác ra. Cái tuệ giác tự mình tu tập có được, cái đó nó mới làm cho mình hạnh phúc, nó mới đưa mình đến an lạc, giải thoát. Cho nên giới luật là cái để giúp cho chúng ta có nhiều an lạc, có nhiều hạnh phúc, sống theo tinh thần giới luật. Cho nên bắt đầu từ ở bước chân, từ ở hành động, từ ở hơi thở, mình phải có thật sự có mặt, thân và tâm phải cùng ở một chỗ. Vua Trần Thái Tôn là một người Phật tử của Phật giáo đời Trần, cũng là một nhà vua. Ông có một cái câu nói cho đến ngày nay vẫn được mọi người lấy đó làm cái công án để thực tập. Câu đó là: thân đâu tâm đó. Thân ở đâu thì tâm phải ở đó. Thân ở trong giới đàn nhưng tâm phải ở trong giới đàn. Để làm gì? Để mình có khả năng nắm bắt được, thấy được, biết được, nhận diện được những cái màu nhiệm nó đang xảy ra trong giờ phút này. Cái màu nhiệm là mình rất hạnh phúc vì mình không bị cái cuộc sống trần gian nó lôi kéo. Nhờ mình ý thức được mình phải sống như thế này. Chúng ta đi trong cái khuôn viên của giới đàn, chúng ta thấy ở phía trước có mấy cái khẩu hiệu được ghi khắc trong đá đó. Con đường này đưa đến Niết Bàn, con đường này đưa đến trần gian. Tỳ kheo đệ tử của Phật phải ý thức rõ ràng. Có hai con đường. Đây là con đường đưa đến Niết Bàn, đưa đến giải thoát, đưa đến an lạc.
kia là con đường dẫn vào khổ đau, đi vào lối khổ đau, thấp hèn, đọa lạc. Là người đệ tử Phật, mình phải ý thức, ý thức thật rõ ràng là mình đang bước đi về nẻo nào, về hướng nào. Cũng từng bước chân mà có người đi vội vã, có người đi trong lầm lũi, có người đi trong khổ đau, nhưng mà cũng ở trên cái con đường đó mà có người đi trong thảnh thơi, đi trong an lạc. Giải thoát là vậy đó. Sống hàng ngày mình không bị trói buộc, không bị vướng mắc, cũng sinh hoạt, cũng chừng ấy công việc, nhưng mà mình không có tạo tác những cái gì nó trói buộc mình. Đó là mình giải thoát. Cho nên mặc chiếc áo giải thoát, mặc một cái thôi cũng chưa muốn, mai mốt thì mặc tới ba cái áo, khoác ba y mà, khoác lên ba y, mặc ba lớp áo để chi? Để nó phòng hộ, nó bảo vệ cho mình, mình có nhiều nhiều cái giải thoát hơn. Tuy nhiên đó chỉ là hình thức thôi, là hình tướng thôi. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải ý thức rõ ràng về cái sinh hoạt, cái cách sống của chúng ta hàng ngày. Cho nên muốn được như vậy á, chúng ta phải giữ oai nghi, đi đứng ngồi nằm. Thì cái điều này là tôi nghĩ rằng đại chúng đã học qua rồi. Những cái oai nghi của người xuất gia, 24, có 24 oai nghi. Nhưng mà nếu mà mình triển khai ra cho rộng, với cái sinh hoạt của cái thế kỷ này, với cái nhu cầu của cuộc sống của con người ở thế kỷ này, thì mình có thể viết thêm nhiều oai nghi nữa. Oai nghi nghe điện thoại. Tại vì thực tế là mình cũng đang sử dụng và tiếp xúc những cái thông tin đó. Oai nghi lái xe. Hữu oai khả úy, hữu nghi khả kính. Người tu phải thể hiện cái phong thái thung dung tự tại. Chính những cái phong thái đó nó làm cho người ta kính, làm cho người ta sợ. Ta sợ nhưng người ta thích, ta muốn gần, chứ không phải sợ mà lấm lét rồi bỏ đi chỗ khác. Hai cái sợ là khác nhau. Tại vì nội tạng sư tử chi đức, ngoại hiện tượng vương chi oai. Trong tâm của người tu của chúng ta đó, nó hàm chứa cái uy đức oai hùng như con sư tử. Bên ngoài nó hiện cái vẻ chững chạc như con tượng vương. Đó là cái phong cách mà trời người nể phục. Cho nên chúng ta từ cái tâm Bồ Đề, từ cái năng lượng biết thương yêu mình, biết chăm sóc mình, không bao giờ làm khổ mình, để mình có khả năng làm cho mình hạnh phúc. Chính cái năng lượng Bồ Đề tâm đó, cái năng lượng mà mình gọi là tâm Bồ Đề, tức là cái tâm mong cầu làm Phật. Nhưng mà nói như vậy thì nó hơi xa vời quá. Muốn cầu làm Phật ở tương lai thì hàng ngày chúng ta phải tu học thế nào để trong mỗi niệm của chúng ta nó chế tác ra cái chất liệu làm nên Đức Phật, nó có cái chất liệu của Phật, và tích lũy những cái hạt giống tốt đó, cái đức tính đẹp đó, để ngày chồng tháng chất cái phẩm chất đạo đức tốt đẹp đó, cái chất liệu làm nên Đức Phật đó, mỗi ngày nó thêm lên, nó lớn dần lên.
và cái chất Phật nó thêm vào nhiều thì nó chuyển hóa cái chất phàm giảm xuống. Cái chiếc áo mà đại chúng sắp sửa được mặc á, đó là biểu hiện những cái ô ruộng của thánh tăng phàm giảm. Cho nên từ cái tâm Bồ Đề đó nó hiện ra cái oai nghi, cái đi đứng từ cái cách chắp tay, từ cái bước chân, từ cái lễ bái, tự nhiên thấy nó đẹp ra. Người ta thường nói mấy thầy tu mà cũng làm đẹp. Không biết người ta nghĩ làm đẹp đó là chắc đi thẩm mỹ viện để sửa sang cái gì đó. Nhưng thật ra nếu bảo người tu không biết làm đẹp thì không đúng lắm đâu. Người tu là cái người biết làm đẹp. Hay là nói người tu là người có khả năng làm đẹp, nhưng không cần phải đến thẩm mỹ viện. Cạo tóc mà sọc dưa cũng không được, cạo xong rồi phải lấy tay rà lại coi còn sót chỗ nào, cạo sao cho đẹp. Cạo râu cũng phải cạo cho sạch. Khoác áo cũng phải sửa cổ, choàng y cũng phải thẳng thóm, đi đứng cũng phải an tường, nói năng phải có cái lễ độ. Đó là cái cách thể hiện cái dáng vẻ của người tu. Mà nó không phải chỉ hình thức bên ngoài, nó từ cái tâm Bồ Đề, từ cái năng lượng của từ bi và trí tuệ đó, nó dạy cho mình phải nói như vậy, phải làm như vậy để mình có hạnh phúc. Nhất là thầy tỳ kheo. Tỳ kheo là cái vị mà đại biểu cho Tam Bảo. Cho nên cái vị tỳ kheo thì càng phải nghiêm túc hơn bao giờ hết, hơn các chú sa di nữa. Trong cái giới đàn, chúng ta thường nghe nói đến Tấn Tam Đàn Cụ Túc, tức là đàn thứ nhất là truyền sa di, đàn thứ hai là truyền tỳ kheo, đàn thứ ba truyền Bồ Tát. Thì đối với Bồ Tát, đối với sa di có thể vô vi. Trong kinh nói là bất luận là quốc vương, vương tử, bá quan, thứ dân, cho đến hoàng môn, nô tỳ, trời người, quỷ thần, hãy hiểu được lời nói của pháp sư đều được thọ Bồ Tát giới. Còn giới tỳ kheo thì không được như vậy. Phải có đầy đủ những cái điều kiện: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tất cả các căn phải đầy đủ, không có bệnh truyền nhiễm. Ngày xưa nói là cùi lở, bây giờ đủ thứ nữa, nhiều thứ nữa, nào là bệnh sida, bệnh gì đó, phải không có những cái bệnh tật truyền nhiễm. Rồi không có bị những cái chướng nạn là đầy tớ của người ta mà bỏ trốn đi tu, đang làm quan bỏ công việc đi tu, hay là giật nợ, hay là làm những cái việc tội ác như là đã giết cha giết mẹ rồi, dù là ở tù mãn hạn rồi nhưng đi tu cũng không được. Tại sao? Tại vì một thầy tỳ kheo đứng trên cái chỗ cao ráo mà ông này ngày xưa ông giết cha ông này,
Ông này ngày xưa ông hành hạ mẹ ông nè. Ông này người ta còn chỉ trỏ thế này là không được. Cho nên giới tỳ kheo cần phải rà soát thật kỹ, không có bị chướng nạn mới được thọ giới. Đây là những điều mà khi lên giới đàn các thầy sẽ được gạn hỏi thật kỹ, phải như thật mà đạp. Cho nên khi mình có chánh niệm á, thì mình mới có khả năng lắng nghe và trả lời thật chính xác. Vì vậy đối với các giới khác thì có thể thọ giới được, dù mình ở cái thân như thế nào, cái tướng như thế nào, nhưng với giới tỳ kheo thì không được, phải đủ tiêu chuẩn. Thế cho nên đi đứng ngồi nằm chúng ta phải hết sức nghiêm túc. Bây giờ ví dụ các vị đã vô trong giới đàn đây mà các vị leo trèo nhảy nhót gãy tay không được thọ giới, dù mình có phiếu điểm được vào giới trường, hay là vì một sự cố gì đó mà trong giờ phút này mình xảy ra tai nạn với mình cũng không được thọ giới, tại vì thân của mình không đầy đủ, các căn của mình bị khuyết tật, cho nên phải hết sức cẩn thận. Đó là cái giới để đại biểu cho tăng bảo, cho nên chúng ta phải ý thức rõ ràng như vậy. Trong khi mà quý thầy giới sư gọi hỏi mà mình trả lời không rõ ràng hoặc mình không nghe rõ ràng thì cũng không đắc giới. Thầy nói một đường trò nghe một ngã cũng không đắc giới. Khả năng thính thị phải chính xác. Vì vậy cho nên ví dụ trong giới đàn đây, thầy là người Miên, trò là người Việt, nói không hiểu nhau không đắc giới. Tại sao khó khăn vậy? Chọn người đại biểu mà, chọn ra cái vị đại biểu cho ngôi tăng bảo, cho nên phải có những cái rà soát nghiêm túc như vậy. Cho nên đại chúng đừng có thắc mắc, cũng đừng có tuổi tại sao bị loại nhiều quá. Thân căn đầy đủ rồi á mà cái kiến thức, cái phẩm hạnh không có cũng có thể bị loại. Về học tập lại chừng nào đạt được cái hiểu biết đó. Thì mới được thọ giới. Cho nên đi đứng ngồi nằm là cái biểu hiện oai nghi. Chúng ta phải ý thức thật cao độ trong cái sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong giới đàn. Bây giờ đi vào trong nghi thức băng đàn thì theo phép á, trong khi truyền giới có những điều thì chúng ta phải bạch thưa, tại vì có thỉnh có thưa thì mới được chấp nhận và truyền trao cho. Bất phẫn bất phỉ, bất khải bất phát, mình phải bộc bạch nói lên những cái ước ao của mình thì các thầy từ đó mà truyền dạy. Nhưng vì không quen cho nên chúng ta phải có người hướng dẫn. Cái vai trò dẫn thỉnh là cái người trung gian giữa giới sư và giới tử để làm cái công việc nối kết đó, giúp cho các giới tử bạch thưa, truyền trao những cái ý nguyện. Cho nên khi chúng ta nghe thì mình phải ghi nhớ thật rõ ràng. Lời văn thì phải bạch chung, mà tên họ của pháp danh của chúng ta phải nói lên và xưng riêng ra. Có nhiều người vì cái thói quen thế nào đó mà ngại nói tên mình trước đại chúng, nhiều khi giấu đi nữa là khác.
Nhưng trước Đức Phật, trước Tam Bảo, trước Giới Sư thì mình không có cái sự che đậy để mình giải bài hết con người mình. Mình bay hết con người thật của mình ra. Trong giới đàn thì đại chúng ở từ các cái môn đình, các nơi mà tập hợp về đây, cho nên cái quy củ bất đồng, cái sinh hoạt của mỗi cái nơi nó có sự sai khác. Tuy nhiên đến đây thì chúng ta phải so lại hết để cùng sinh hoạt trong nghi thức của giới đàn, chứ không phải theo nghi thức của chùa nào. Vì vậy chúng ta phải lưu ý thế này: mình không nên tị lại thâu an, mình nghĩ rằng mình biết rồi, mình có rồi mình không có tha thiết, không có tham gia. Người ta đọc mình chỉ ghi nhận thôi cũng được, phải đọc. Người ta tụng mình phải tụng, người ta làm sao theo sự hướng dẫn của các thầy dẫn thỉnh thì mình phải làm đúng như vậy. Và nói không được nói nhanh, không được nói chậm, mà cho chúng ta một cái trường canh. Ví dụ, tôi thí dụ, trong giới đàn thầy giáo thọ, thầy hướng dẫn: đệ tử chúng con pháp danh là, chúng ta thấy các thầy người ta nói nó có một cái trường canh như thế này thì mình đáp, mình nói theo, mình cũng phải lặp lại trong cái trường canh đó, không được nói nhanh, không được nói chậm, để cho trăm người, ngàn người cũng đều hòa âm nhiếp niệm trong một cái khung thời gian đó, trong một cái mật độ của cái trường canh đó. Nhạc chính là sự hài hòa, cùng so ở trong một cái tông tiết. Và nhớ chữ giọng phải bỏ thật, cái dấu thật là tròn. Đệ tử chúng con pháp danh là, đệ tử chúng con pháp danh là, không được. Cái đó là cái tiếng của dân tộc Ê Đê. Mình là người Kinh cho nên mình phải nói cho rõ ràng, bởi vì mình nói nó thể hiện cái sự thành kính. Phải nghe các vị người ta sướng sao mình phải đọc bám vậy. Đệ tử chúng con pháp danh là, thì mình phải lặp lại: đệ tử chúng con pháp danh là gì đó. Mình đến pháp danh phải đọc lên, đọc lớn tiếng lên, chứ không có đến đó rồi cứ thả trôi, sợ người ta biết cái tên của mình bị trù ếm gì đó. Không có sự. Đây là cái điều mà thỉnh thoảng tôi vẫn gặp phải các giới đàn khác. Mình sướng rồi nhưng mà đến chừng đọc rồi cứ không chịu nói, không chịu nói pháp danh của mình ra. Hoặc là pháp danh là thiện niệm, sợ thiếu thế nè: đệ tử chúng con pháp danh là thích thiện niệm. Dư một chữ cái nó thồng ra một chữ, nhìn thấy nghe nó không có hay, cho nên chỉ nói hai chữ pháp danh thôi, không nói thêm gì khác. Văn thì đọc chung, tên thì xưng riêng. Nếu các thầy giáo sư gọi thì mình phải đáp, mà nếu các vị dạy thì mình phải tiếp nhận. Cái khẩu hiệu trong giới đàn, ví dụ: này các giới tử, thì mình phải cùng thanh đáp là Nam Mô Phật. Mình phải thưa cái lời này, cái lời thưa của mình là niệm Phật thôi, chứ không dạ. Thật ra Nam Mô Phật tức là dạ đó, nhưng mà đây mình không nói dạ. Đó là cái phong cách của người tu.
Lúc nào mình cũng phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Trong sáu niệm đó, mình luôn luôn phải giữ một niệm. Cho nên khi nghe gọi, này các giới tử, thì mình cũng đáp Nam Mô Phật. Trước có nơi thì mình nói Mô Phật cũng được, nhưng mà đó là cách nói tắt. Người Việt mình hay có cái cách nói của, nói cuốn chữ hổm rài khỏe không, hổm rài khỏe không, tức là từ hổm, từ cái hôm mà tôi gặp anh tới hôm nay, tới nay, từ hôm mà tôi gặp anh tới hôm nay, bây giờ nó hổm rài. Nam mô A Di Đà Phật, như Mô Phật. Đó là cách nói gọn, nhưng mà nói cho nó hay nhất, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật Đà Gia. Nó hơi dài, cho nên gọn lại Nam Mô Phật. Nói nhanh nghe như là Mô Phật, Nam Mô Phật. Đó là khi nghe gọi phải đáp liền. Mà trong khi nói như vậy phải chắp tay nhìn lên các vị giới sư trên giới đài, giống như đứa con nó đang khát sữa, nó tha thiết, nó chờ đợi cái giọt sữa của mẹ nó. Nếu cái tâm khát ngưỡng đó nó biến mất, các vị không đắc giới thì ráng chịu, đừng có khiếu nại. Rồi ví dụ Hòa Thượng dạy như thế nào đó, rồi cuối cùng cái câu kết là các vị hãy gìn giữ thân tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung nha. Thì mình thưa là y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Y giáo tức là con xin theo lời thầy dạy, nương theo lời dạy của thầy mà cung kính. Chữ phụng là thờ, chữ hành là làm, là ứng dụng. Con xin trân trọng những lời thầy dạy, thờ ở trên đầu và giữ ở trong tâm, làm ra hành động. Nhưng mà lúc đó mình nói dòng do tam quốc quá không được, mình chỉ nói y giáo phụng hành, nói một lần hoặc ba lần tùy theo cái tình huống thầy dẫn thỉnh sẽ hướng dẫn. Và nghe sướng khẩu hiệu hô quỳ hiệp chương. Hô quỳ là gì? Là quỳ thẳng lên, quỳ theo phong cách của người nước Hồ, tức là người Ấn Độ. Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ sang Trung Hoa, người ta không biết ông tên gì, vì ông từ ở bên cái xứ Ấn Độ qua. Ngày xưa người Trung Hoa gọi bên đó là nước Hồ, cho nên gọi ngài là Hồ Tăng. Hồ Tăng. Thì bây giờ chúng ta học Phật, ít nhiều gì chúng ta cũng có mang cái nguồn gốc của Phật giáo Ấn Độ. Cho nên khi nghe nói hô quỳ là phải biết quỳ thẳng lên. Hiệp chướng là gì? Rồi tại sao không nói chắp tay lên cho rồi mình nói hiệp chướng chi cho nó cầu kỳ. Hô quỳ hiệp chướng, nói cái ngôn ngữ của văn chương. Có những cái ngôn ngữ trước đại chúng, trước cái chỗ tôn nghiêm, mình không có được phép nói, mà phải nói những ngôn ngữ thế nào nó nhẹ nhàng, nó cô động. Trong những cái buổi lễ truyền giới, thời gian không được duyên trì, cho nên phải sử dụng những ngôn ngữ gọn, ngắn, để không có làm nhọc sức các vị tôn túc. Cho nên khi nghe nó hô quỳ thì mình phải quỳ thẳng lên. Khi nghe hiệp trưởng là phải chắp
tay. Chắp tay sao? 10 ngón hai bàn tay áp lại với nhau thật là đều, không có so le, không có giữa trống, không có chống càm. Ngồi lâu quá rồi cái lấy cái bàn tay cái ngồi chống càm vậy, oai nghi đó không được. Cái đó không phải là oai nghi. Chắp tay 10 ngón cho thật sát, để ngang cái trái tim của mình đó, để ngang ngực. 10 ngón cho thật sát cho đều, nhìn thấy bàn tay của các vị chấp, người ta có thể nhận định được là thầy này có chánh niệm hay không. Mình không ý thức về những cái gì đang xảy ra trong thân và tâm của mình thì làm sao mình ý thức và nhận diện được những cái giới pháp của các thầy đang truyền trao. Cho nên mấy lần dạy nghi lễ tôi nói là trong khi phục nguyện, trong khi niêm hương, đại chúng không được dẹp kinh, không được kéo kệ. Lúc đó cái lời phục nguyện là gì? Là lời tuyên bố. Hồi nãy tới giờ bao nhiêu công đức trì tụng xin đem tặng cho cái bà này, quý thầy đồng ý không? Mô Phật. Mình nghe cho rõ, mình đem công đức này hồi hướng cho ai, cầu siêu cho vị nào, cầu yên cho vị nào. Mình phải nghe thật rõ. Không nghe rõ rồi cũng mô Phật, ngồi bị ở tù chung rõ ăn mạng. Nãy giờ tụng kinh xong rồi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài xa cảng chặn đường xe lại, đồng ý không? Mô Phật. Là chết rồi. Rất là nguy hiểm. Cho nên mình phải nghe thật rõ ràng. Trong cái lúc mà ở trên dạy, mình phải nghe các thầy gọi, mình đáp. Trong cái khoảnh khắc đó đó, giống như con chim con há mồm, con chim mẹ tiếp mồi, không có trước, không có sau. Cho nên khi nghe sưng gọi, chúng ta phải đáp bằng tay thật là đẹp ở trước ngực. Khi nghe sướng hồ quỳ thì quỳ thẳng lên, chắp tay. Rồi nghe nói bái, bái là gì? Bái là lại. Mà nhớ tam bái thì lễ lễ ba lại, cũng vậy đó. Phải sướng như vậy cho nó trang nghiêm. Và cái điều này rất là quan trọng. Trong khi sướng lại, chúng ta lại, nhưng mà có kẻ lại trước, có người lại sau. Nhất là trong cái sinh hoạt của đại chúng tập thể đông người thế này, vì vậy mà các tổ mới có dạy sử dụng một cái nhạc khí để đại chúng nghe cái nhạc khí đó mà cùng lại xuống đứng lên nó đều. Tôi hướng dẫn những cái công thức trước, một chập nữa có thời gian đại chúng cùng thực tập. Nghĩa là chúng ta có cái khánh dẫn, có cái khánh nhỏ đó, cái khánh dẫn. Chúng ta khi nghe đánh tiếng khánh, cái keng, mình lại xuống. Rồi lại xuống cứ ở trong cái tư thế phủ phục đó đó. Cứ đầu diện tiếp tục trong tư thế phủ phục đó. Đừng có ngóc dậy, đừng có ngó quanh, sợ mình làm trễ hơn đại chúng. Vì khi cái tiếng khánh đánh một tiếng là lại xuống, đến chừng mà cất lên thì tiếng khánh nhịp một tiếng, nhịp một tiếng, chập một tiếng, nhưng không có cho nó ra tiếng. Ví dụ khi lại thì chúng ta nghe tiếng khánh, mình lại xuống.
Rồi trong cái tư thế phủ phục đó đó, khi nghe thức khánh, thức tức là chạm cái dùi vào cái tiếng khánh, vào cái chuông, cho nó có tiếng nhưng không cho nó ngân lên, gọi là thức khánh hay là nhấp khánh hay là chập khánh. Thì khi nghe chập tiếng khánh này, chúng ta đứng dậy. Đứng dậy vừa đứng lên thì nghe. Cái khánh nó đổ, đại chúng cùng xá. Và chúng ta xá không có sâu, không có cạn, mà chúng ta xá theo cái đổ hồi khánh. Khánh nó dừng thì mình thắng lại liền. Như vậy trăm người ngàn người rất là đẹp. Đây là những cái nhạc khí để chúng ta so điều lại cái oai nghi trong khi lại. Và là các thầy sa di đã đắp bi rồi thì chúng ta không cần phải bàn mà dài dòng, nhưng mà nhớ lại phải tạc cái lá y bên đây ra, tạc cái lá y ra để nó che cái thân mình. Chứ tôi thấy nhiều vị sơ ý lại để nguyên cái y vậy nè, quấn luôn cái thân, thì lại xuống cái thân người đó chữ B hay là chữ U gì đó nó lộ ra hết, những người đằng sau khó nhìn lắm, khó coi lắm. Cho nên cái y này gọi là sám tra y, tức là cái áo mặc trong khi lễ niệm, nó vừa là hiện cái tướng ruộng phước, nó vừa thể hiện cái cờ giải thoát, cờ niêu của chư Phật, mà nó cũng là cái áo để che thân. Cho nên lại phải nhớ cái khi mình vừa xuống rồi, mình phải cái tay này đánh cái tà y nó ra ngoài, nó trùm cái thân mình lại xuống. Và khi lại á, thì chúng ta học cái cách ngũ thể đầu địa khi lại, là khi cái thân mình xuống, hai tay chạm đất rồi á, thì lúc đó cái gót chân của mình á, cái bàn chân của mình phải duỗi ra, rồi hạ cái xương cùng phía sau thân mình á, hạ xuống, nó nằm trên gót, rồi cái đầu mình chạm đất, hai tay mình mở ra. Và trong tư thế phụ phục đó, khi nghe thức khánh, mình mới chuyển bàn tay chống trở lại và nhóm người về phía sau, rồi mình đứng lên, tức là mình nhóm cái người mình đưa trở lại. Như vậy có nghĩa là đầu gối mình rời khỏi mặt đất trước bàn tay, nhóm người lại để mình đứng lên trong tư thế nó đẹp. Chứ nếu không cái mình chồm lên, nó nhiều khi ông đằng sau còn lại cái mình ngồi trên đầu người ta. Đó là cái tế nhị. Cho nên nhìn lại biết ông này ở chùa Bà Lâu Mau, nhìn đắp y biết ăn được mấy hũ chào, mấy lọ tường rồi. Nó thuần thục, nó quen, tự nhiên cái cách lại, cách đấy. Cho nên trở lại vấn đề lại, là cái điều này xin đề nghị các vị quản giới tử, các vị dẫn thỉnh, chúng ta sẽ ứng dụng liền trong những cái thời khóa diễn ra trong giới đàn, trong khi lại Phật, trong khi tụng kinh. Phải nhớ nhất là lại, phải có cái khánh dẫn này, lại nghe đánh một tiếng lại. Nhưng mà thức, nhớ là thức cho có tiếng để người ta nghe nhưng không cho nó ngân. Có nhiều người thức thì cũng có làm á, nhưng mà sợ cái khánh nó đau sao, thức mà không có nghe có tiếng gì hết á. Thì như vậy thức làm gì, đánh làm gì? Cho nên không trước không sau, đúng cái vai trò của nó. Lại xuống, thức, xá. Trong sinh hoạt đại chúng, chúng ta lại theo khánh chứ không phải lại theo chuông.
chuông là chuông điểm theo kinh gia trì, cái điểm theo tiếng cái lời kinh qua đoạn. Còn chúng ta lại Phật, lại theo khánh, ngoại trừ cái thời khóa đó chỉ có chúng ta hoặc một vài người riêng của nội bộ chúng ta. Còn sinh hoạt giới đàn này đều phải có những cái khánh hiệu để dẫn cho nó đều. Và chúng ta phải ghi nhớ những cái cách hướng dẫn này thật rõ ràng, để trong khi mà thỉnh sư, trong khi tác pháp, trong khi lạy, nó thể hiện được cái oai nghi của người tu. Và đó là có sự đóng góp to lớn trong giới đàn. Nhìn thấy các vị oai nghi tề chỉnh, giới sư sinh cái tâm lân mẫn và hoan hỷ. Chính cái tâm lân mẫn hoan hỷ đó giống như là mình sinh mẹ mình cái tiền, nhưng mà cái thái độ của mình sinh như thế nào mà mẹ mình có bao nhiêu móc hết cho. Nhưng mà cái thái độ của mình sinh như thế nào á, bị từ chối. Cho nên chính cái oai nghi của chúng ta đi đứng ngồi nằm thể hiện cái sự tôn kính. Các hòa thượng giới sư có bao nhiêu giới móc cho hết. Chúng ta nương vào cái công đức tu tập của các ngài mà mình được thành tựu. Cho nên sự và lý nó phải đi đôi với nhau. Quý thầy ghi nhớ cái chỗ này. Trong khi mà thọ giới, những cái lúc mà mình được bảo phải lui ra phía ngoài, ví dụ trong khi khỏi gia nạn thì chúng ta được mời ra khỏi giới trường. Cái giới trường của đạo tràng đây là cái khuôn viên từ cái bốn cái cột gốc, trong đó là cái giới trường. Từ cái cột đó cách ra ngoài 2 thước là cái giới trung gian, còn lại cái khuôn viên của chùa là đại giới ngoại tướng. Trong suốt thời gian này chúng ta không ra khỏi giới trường, không ra khỏi đại giới. Cái giới trung gian đó để nó không bị sát nhập bởi cái đại giới ngoại tướng và cái giới trường, nó không bị sát nhập. Cho nên trong khi mình chưa là tỳ kheo thì mình chưa đủ cái tư cách để đại biểu, cho nên những lúc chư tăng tác pháp mình không được tham dự, phải mời ra ngoài. Nhưng ra ngoài phải đứng chắp tay trang nghiêm hướng về giới trường để chờ đợi được gọi vào và tác pháp yết ma. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó chúng ta phải tập trung thật là cao độ, tại vì cái thời gian này nó thành hay không thành cho mình. Cho nên mình phải thật sự tha thiết. Có những sinh hoạt khác vì không có ý thức rõ ràng như vậy, cho nên nhiều khi các vị giới tử ra nó đứng rồi nói chuyện, còn trò chuyện, coi như cái việc đương nhiên thế nào mình cũng được gọi vô thôi. Đúng, nếu các vị có danh sách thì thế nào cũng được gọi, nhưng mà gọi vô trong khi tác pháp yết ma mình không thật sự có mặt, tâm mình không có mặt, thì dù có tác pháp mình cũng không đắc giới thể. Không có giới thể rồi thì nó không có khả năng giúp cho mình vượt thoát. Cái điều này rất là quan trọng. Có một điều nữa tôi cần muốn đại chúng lưu ý là trong khi đi, cái oai nghi đi đứng, chúng ta đi thật là nhẹ, thật nhẹ nhàng. Và trong khi ôm bát, trong khi thọ trì, nhớ là cái bình bát là cái vật để nuôi sống của tỳ kheo. Bình bát để đựng thức ăn. Cho nên ngày nay dù chúng ta hành trì nó trên cái tinh thần là tồn cổ, bảo tồn những cái tác phong đạo đức
cổ kính để tăng cái vẻ tôn nghiêm. Mình có chén, có dĩa, có tô, nhưng mà mình vẫn thọ trì cái bát. Trong khi truyền giới tỳ kheo thì các vị mới chính thức tiếp nhận cái bình bát. Sa di ăn bình bát thì cái đó cũng là tòng tăng được hưởng lợi ích đó thôi, chứ sa di là phải hầu thầy, không có được chính thức làm công việc đó. Cho nên khi thọ bình bát á, thì mình phải thực tập thọ rồi phải trì. Con xin thọ trì, nhưng đem về nhà con bỏ vô tủ kiến con cất, may cho nó một cái túi len nữa cho đẹp, rồi để dành chừng nào chết ôm bát ra đi lĩnh kỉnh y bát truyền thừa. Cái bát đó thọ mà không có trì là mang tội. Mang tội là gì? Tức là mình làm trái lại với những điều mà mình vừa cam kết. Cho nên sau này chúng tôi chủ trương là mỗi ngày ăn bát, ăn cơm bằng bình bát, chứ không phải đợi đến 3 tháng hạ mới ăn bát. Cho nên thọ về phải trì. Và trong khi trì bát nó có một cái nguyên tắc của nó. Trong khi mà mình tiếp nhận vật thực, đến cái chỗ ăn mình ngồi trang nghiêm, mình dâng cúng, và cái bình bát nó luôn luôn phải nằm trong tay của mình. Như Lai ứng lượng khí, bình bát của Phật. Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phô triển, bình bát của Như Lai mà nay con được mở bày. Đó là một cái bài kệ mà giúp cho mình có cái ý thức rõ ràng là mình có hạnh phúc vì mình được thọ trì tiếp nhận cái bình bát mà nó mang cái dáng dấp bình bát của Phật. Có thể bình bát của thời Phật hồi xưa chắc lớn hơn nhiều, tại vì chỉ sử dụng có mỗi một cái bình bát, nó có nhiều cỡ lắm, tùy theo cái lượng ăn của mình mà thọ. Nhưng khi thọ trì bình bát thì chúng ta phải nhớ thế này: trong khi ăn cơm bình bát á, chúng ta không được để xuống ngồi ăn cơm. Ví dụ như mình đi xớt bát xong rồi thì mình cũng phải bưng cái bình bát cơm đã xớt rồi đi vào trong quá đường để mình ngồi ngay ngắn, mình để lên trên, lấy cái muỗng của mình cắm lên trên này, hướng ra bên ngoài. Cái muỗng á, hướng ra bên ngoài, tại mình phải còn dâng cúng nữa cả. Khi nào dâng cúng để xuống rồi mình mới quay cái muỗng vô trong. Sau khi cúng xong rồi, tam đề ngũ quán rồi bắt đầu mình ăn á, thì mình phải cầm cái bình bát ngay ngực, để ngang ngực mình ăn, không được phép bỏ xuống này, không được phép bỏ. Nguyên tắc thế, để bình bát xuống đất, xuống bàn là không được ăn nữa. Cho nên cái bình bát phải cầm suốt thời gian ăn cơm. Khi nào ăn xong rồi mình mới được đặt xuống. Đây các vị phải lưu ý. Và khi cái trì bát là cái tay trái chúng ta đỡ bình bát, tay phải chúng ta tựa bình thành. Tăng hộ bát như long hộ châu. Ông thầy trân quý cái bình bát như con rồng giữ cái hạt minh châu của nó. Cho nên trong thời gian mà thọ giới, lâm đàn, đại chúng cẩn thận, bể cái bình bát là bị loại ra, không được đăng đàn thọ giới. Hồi cái giới đàn của tôi năm 1978, có một thầy đang đứng sớ rớ không biết làm sao, bể cái bộp xuống là bị loại ra, không được thọ giới. Đây là cái pháp khí pháp vật. Ông may là ông chưa thọ, nó chưa thành pháp đó, mà ông không biết trân quý nó. Mai mốt ông thọ đem về nhà rồi ông lấy này để ông đựng cái gì. Cho nên á, nếu mình coi nó là Phật thì nó là Phật, còn nếu mình coi nó là chúng sanh thì nó là miếng sành thôi. Cho nên phải trân quý. Bình bát thọ trì phải có nguyên tắc của nó.
trong suốt thời gian ăn không được đặt xuống, khi nào mà ăn xong rồi mới được đặt xuống. Và ngồi không có được nhịp chân rung đùi gác chân, ngồi phải thật trang nghiêm. Khi ngồi kéo y pháp cho thật trang nghiêm để nó phủ chân cho đẹp. Những cái oai nghi này dần dần chúng ta sẽ hiểu sâu hơn, sẽ thấy được cái lợi ích nó nếu chúng ta luôn luôn ứng dụng nó trong sinh hoạt ngày. Khi đi kinh hành thì chúng ta cũng đi theo cái nhịp khánh, nhịp mở, và đến những cái góc á, đến những cái góc cạnh thì chúng ta hãy đặt cái chân chúng ta ngay cái góc rồi chúng ta mới xoay, để cái đồ hình đó nó không có bị biến dạng. Đầu tiên dẫn đi chữ cung chứ, góc cạnh, cái người đi trước đi thật là ngay, nhưng mà đến ông thứ hai, thứ ba đi ngồi nó thành cái chữ chi, nó không còn là chữ cung nữa. Đó là cái vấn đề mà hành trì đi đứng trong cái lúc niệm Phật. Nói tóm lại á, từ sự nó hiển lý, cái sự an lạc giải thoát nó được biểu hiện qua cái đi đứng ngồi nằm. Từ cái đi đứng ngồi nằm mà chúng ta càng thấy được cái sự an lạc giải thoát nó đang có mặt trong đời sống tu tập của chúng ta hàng ngày. Khi mình có nhiều cái tuệ giác trong cuộc sống rồi thì mình sẽ không có lật đật, không có vụt chạc, không có lăng xăng. Đi đứng ngồi nằm nó trang trọng và nó biểu hiện cái phong cách của người tu. Thế cho nên sắp sửa bước lên cái vị trí của Tăng Bảo là cái vị trí mà được mọi người tôn quý, gọi là chúng trung tôn. Mọi người ta tôn quý mình, nhưng mà mình phải quán chiếu, mình phải làm như thế nào, tu tập thế nào để mình đáng được tôn quý. Không phải chỉ cạo đầu cho láng, mặc y cho đẹp, cái đấy chỉ là mới hình thức thôi, mà nói năng trong ánh mắt trong sáng, trong cái bước chân đi chững chạc, lời nói từ tốn, và biểu lộ được cái sự an lạc từ trong con người mình nó toát ra bên ngoài. Đó chính là cái năng lượng mà mình có khả năng thu hút và cảm hóa người khác. Cái điều này không ai làm thay cho chúng ta cả. Quý Hòa Thượng, các vị tôn đức giới sư với tâm lân mẫn trao cho mình, nhưng mà đến mình rồi thì mình làm đánh mất đó đi. Mình làm cho nó bị hư, bị vẩn đục đi. Thì điều đó rất là đáng tiếc. Cho nên cái khung thời gian này rất là quan trọng đối với chúng ta, các vị giới tử, trong suốt cái thời gian này cần phải ý thức rõ ràng về cái giới luật mình sắp được tiếp nhận, và mình phải biểu hiện cái tâm tha thiết khát ngưỡng đó qua cái đi đứng ngồi nằm, để mà mình có khả năng tiếp nhận trọn vẹn những cái giới pháp cao quý mà các vị giới sư sắp truyền trao cho chúng ta. Đại khái những cái oai nghi và những cái nghi thức trên giới đàn thì như đã trao đổi với đại chúng
các vị nắm rõ chưa? Có nghe kịp không ạ? Bây giờ xin thỉnh đại chúng hoan hỷ đứng dậy. Chúng ta thực tập vài oai nghi nữa rồi. Khi đứng thì chân chúng ta đứng chữ V. Nhớ là đứng là đứng chữ V, chứ không có đứng hàng hai, không có đứng xoạc chân ra. Y ảo trang nghiêm. Tay hãy chấp, là phải chấp cho đều ngay giữa lồng ngực. Bây giờ chúng ta thực tập mà về cái lại một chút. Quý thầy nghe theo tiếng khánh mà lại để cho nó đều, và trong khi trong tư thế phủ phục đó không được cất lên. Khi nào nghe tiếng khánh chập rồi mình mới bắt đầu mình đứng dậy, và đứng vừa đứng lên nghe tiếng khánh đổ thì mình xả xuống. Các vị nghe kịp, giờ chúng ta thực tập. Cái chân chúng ta duỗi ra, cái chân duỗi ra, nằm mọp xuống chưa được cất dậy, duỗi cái chân ra, để cái ngược cái thân sau của mình đó đặt xuống cái gót chân, thì lại như thế nào mà cho nó rạp người xuống chứ như cái dốc 47 vậy. Rồi sau khi nghe cái tiếng khánh thức mình mới đứng dậy, rúng người đứng lên. Vừa đứng lên nghe khánh đổ xá. Để chúng thực tập lại lần thứ hai. Nhớ nghe tiếng khánh là mình đưa lên mình lại xuống, đừng có chậm quá, cứ theo động tác bình thường. Chúng ta thực tập lại lần thứ hai. Có vài vị quên đánh cái tà y ra ha. Trong cứ tư thế phủ phục như vậy đi, thở cho ba hơi thật thật dài đi. Chúng ta hãy nghĩ đến cái hạnh phúc là mình được tiếp chạm với Đức Phật. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, đi đâu hành đạo đệ tử gặp Ngài thì quý quá, thương quá, cho nên quỳ xuống, hai tay của mình nâng cái bàn chân Đức Phật lên. Thì khi bàn tay chúng ta mở ra đó, bàn tay chúng ta trải ra là cái ý là mình đang nâng cái gót chân của Đức Phật, để mình đặt cái đỉnh đầu của mình lên trên bàn chân của Đức Phật. Cái đỉnh đầu của con người là quý, nhưng nay đối với Phật thì mình chả ra ký lô nào hết, cho nên mình lại ở đây là thể hiện cái sự cung kính giống như thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên hai bàn tay chúng ta mở trải ra. Trải ra chứ không phải là bỡ cái đầu mình. Mở trải ra. Nghe thức khánh đứng dậy. Cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Mới hướng dẫn thôi nhưng mà thấy rất đẹp. Nhớ là quý thầy lại đánh cái tà y này ra, đừng để nó che cái thân. Khi lễ xuống mình đánh cái tà y này ra. Tất cả những gì mà chúng tôi đang hành trì, chúng tôi rất là hạnh phúc khi được trao đổi với đại chúng. Tất cả chỉ có một mục đích là làm sao cho mọi người, các giới tử có nhiều thắng duyên để mình tiếp nhận được giới pháp thanh tịnh qua cái uy nghi đi đứng ngồi nằm của mình, biểu lộ được cái sự khác ngưỡng. Và chính những cái giây phút an tĩnh thế này, thân thì trang trọng, ý thì lắng trong, cho nên công đức nó tăng trưởng.
công đức là một cái cách gọi khác của cái khả năng giúp cho mình vượt thoát những cái lỗi lầm, tránh xa những cái điều quấy. Cho nên khi công đức, cái phước đức nó tăng trưởng thì mình sẽ có nhiều thắng duyên, và mình gặp những cái may mắn hơn người khác, mình được tiếp nhận trọn vẹn nhiều hơn người khác. Sự mầu nhiệm diễn ra trong giới đàn có hay không, nhiều hay ít, đều tùy thuộc vào tâm niệm của chúng ta trong từng giờ từng phút. Mong đại chúng hãy ghi nhớ những cái điều cần thiết khi lâm đàn và cố gắng giữ sức khỏe để mình có khả năng đóng góp. Và mình đến đây không phải chỉ để tiếp nhận giới pháp của các vị giới sư thôi, mà mình cũng có thể đóng góp cái năng lượng thanh tịnh, cái tâm niệm từ bi, cái tuệ giác oai hùng của mình đang tu tập, để mình tô điểm, mình đóng góp thêm cho cái năng lượng của giới đàn Quảng Đức năm nay được thành tựu hơn, được tốt đẹp hơn. Đó chính là cái mong ước của quý hòa thượng trong ban tổ chức, nhất là của hòa thượng Minh Thông đã ưu tư và gửi hết tất cả những cái tâm nguyện của thầy vào trong cái giới đàn, tạo điều kiện cho chúng ta hãy tinh tiến để giải thoát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cùng thỉnh đại chúng hồi hướng. Nguyện đem mê công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban Trung Cổ cử ba hội trung trống bát nhã để cung tuyển thượng tòa đệ nhất dẫn thỉnh hội quy phương trượng.
kính bạch chư tôn đức trong ban quản giới tử, kính thưa quý thầy, các giới tử hiện diện trong đạo tràng, chiều hôm nay chúng ta tiếp tục sinh hoạt những nghi thức đăng đàn thọ giới. Giới pháp là cái điều quan trọng, bởi vì cái giá trị của người xuất gia được căn cứ trên cái phẩm chất đạo đức, mà cái phần đạo đức đó xây dựng trên nền tảng mình sống có giới luật hay không. Bước vào cái cổng của giới đài, chúng ta thấy có tượng ngài Hộ Pháp đứng trấn ở hai bên, và hàng ngày chúng ta trì tụng đều có những cái lời nguyện, nguyện chư vị Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho đời sống tu tập của chúng ta luôn được bình an, không có những chướng nạn. Cầu nguyện thì ai cũng cầu nguyện như vậy, nhưng mà chúng ta phải có một cái suy nghĩ như thế này: mình có pháp không mà mình mong các ngài hộ pháp? Mình tu tập như thế nào đó để mọi cái sinh hoạt trong bốn oai nghi của chúng ta đều có pháp, đều khế hợp với chính pháp, hành xử của chúng ta đều hợp với chính pháp. Một khi mình tu tập, mình có cái pháp, tâm mình có pháp, thì lẽ tất nhiên sẽ cảm ứng được cái tinh thần hộ trì chánh pháp của nhiều cảnh giới. Các ngài sẽ hộ trì, sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Vì vậy, dĩ pháp hộ pháp là cái lời nguyện của ngài Vico, của ngài Vi Đà Thiên. Cái pháp y mà chúng ta khoác mặt cũng gọi là áo pháp. Mặc chiếc áo này để nhắc nhở cho chúng ta đến những cái pháp mà mình đã phát nguyện thọ trì, mình cam kết trước hội đồng thập sư mình sẽ làm như vậy, mình sẽ sống đúng với tinh thần của Phật dạy. Thế cho nên khoác cái áo pháp trên người thì cũng phải làm thế nào để thể hiện được cái vẻ đẹp của người xuất gia. Thực ra đó chỉ là miếng vải thôi. Nhưng cái miếng vải đó nó được khoác mặt trên khúc gỗ, trên cục đá, hay là được khoác mặt trên thân của cái người có cái lý tưởng đẹp,
có cái tâm hạnh đẹp, có cái phẩm chất đẹp, có cái ngôn ngữ đẹp. Cái đẹp của chúng ta ở đây chính là cái đẹp vượt lên cái hình hài. Đó chính là cái đẹp giải thoát. Cho nên cái bài kệ mà chúng ta mặc y, đó là một cái bài thơ, một cái bài thi kệ. Bài kệ này nó là một đề tài quán niệm đến cái công việc mà chúng ta đang làm. Hay nói một cách nào đó, mình làm việc gì, tâm mình phải ghi nhận, nhận biết, hiểu được mình làm việc này có ý nghĩa gì, có lợi ích gì mà mình phải làm. Khi tuệ giác có mặt, cái tuệ giác soi sáng cái ý thức của mình, mình khoác cái áo này lên vai, thiện tai giải thoát phục, đẹp thay chiếc áo giải thoát. Đó là cái chiếc áo mang cái hình tướng những cái mảnh ruộng, phúc điền. Mình tu tập như thế nào để mình trở thành những cái thửa ruộng màu mỡ, làm cái điểm thừa tâm linh cho tín chúng. Muốn được như vậy thì mình phải tu học cho nghiêm túc. Và qua cái hình tướng, qua cái chiếc áo này, nó còn nhắc nhở đến cái giới pháp mà mình đã tiếp nhận. Đối với chúng sa di, mười giới chính là pháp. Mình sống có chừng mực là mình có trì giới. Giới có thể hiểu nó là cái chừng ngàn, cái tầng lầu cao kia nó có những cái lan can, đó là cái giới hạn không cho chúng ta vượt qua. Nếu mình vượt qua cái giới hạn đó thì mình sẽ tan xác. Thì giới luật cũng vậy, giới luật xây trên cái nền tảng của ý thức. Mình ý thức được rằng mình phải sống như thế này thì mình mới không bị khổ đau như thế kia. Từ cái ý thức đó mà mình thương yêu mình không hành động để gây khổ đau cho mình, chứ không phải là những cái giới cấm mà do người khác đặt ra để khống chế, để áp bức mình. Khi hiểu như vậy rồi thì mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy rất là an lạc, dù là 250 giới hoặc là nhiều hơn nữa. Cho nên đối với tỳ kheo thì cái giới pháp của tỳ kheo là 250 đều. Mình thấy nhiều, thực ra nó cũng, đó là những cái sự phòng hộ, gìn giữ ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta không có ô nhiễm, không có vẩn đục, không có sai trái. Cho nên mặc chiếc áo pháp này, mặc cái ca sa này là một cái hình tướng để nhắc nhở những điều mình phải thực thi.
Thế cho nên chúng ta trong khi khoác mặt cũng phải có một cái ghi nhớ cái thao tác như thế nào để mình khoác áo nó không có lượm thượm, nó làm mất cái vẻ đẹp. Thì chiều hôm nay tôi xin hướng dẫn lại, gọi là hướng dẫn lại, có nghĩa là các vị giới tử đã biết mặc y rồi. Nhưng nhiều khi mỗi người mặc một cách, có nhiều khi trùm lên đại như trùm mền vậy, khoác đại lên đó. Trong khi khoác mặt không thể hiện được cái sự đẹp, không thể hiện được cái phong cách, cái dáng vẻ an lạc thanh thản của người tu. Vì vậy tôi gọi là mình sẽ thực tập lại cái thao tác mặc y. Tại vì trên giới đàn á, chúng ta không phải chỉ mặc một chiếc ca sa thôi, mà chúng ta khoác mặc cùng một lúc 3 chiếc ca sa. Nếu không quen nó sẽ lượm thượm. Sáng hôm nay tôi sang hướng dẫn bên cái đàn giới của các vị sa di á, thì rất là tội, tại vì các vị chưa mặc y bao giờ, cho nên trùm một hồi rồi không biết đường đâu, ngõ nào để mà lấy cái tay ra, lo gài nút rồi không biết sao lấy cái tay ra, giống như chọn chiếc áo của hiệp sĩ. Nhưng các vị sa di thì đã biết mặc y rồi. Tuy nhiên biết mặc nhưng mặc có thuần thục hay không, đó là một vấn đề. Có nhiều vị chọn cái y vô thấy chưa có mùi tương trao gì hết. Thì chiều hôm nay chúng ta sẽ thực tập. Thì trước tiên tôi hướng dẫn những cái động tác, sau đó mời đại chúng cùng thực tập. Đây là cái ca sa. Cái ca sa của tỳ kheo thì có 3 phẩm, thượng trung hạ. Thì ở đây chúng ta thọ cái phẩm hạ là y năm điều. Y năm điều này nó gồm có một miếng dài, một miếng ngắn. Y 7 điều và y 9 điều thì có 2 miếng dài, một miếng ngắn. Cái miếng dài, cái ô dài là tiêu biểu cho thánh tăng. Cái miếng ngắn tiêu biểu cho phàm giảm. Tu tập như thế nào để cái chất liệu của thánh, cái chất Phật á, nó ở trong ta, nó thêm lên và nó làm giảm xuống cái chất phàm. Cho nên mặc ba y này là để chuyển hóa 3 độc tham sân si. Theo luật dạy, ba y này mặc là tùy theo công việc. Ví dụ như cái y năm điều là mặc trong cái lúc chấp tác, làm việc, sinh hoạt, làm việc trong tùng lâm. Cái y 7 điều là khoác mặc trong khi tụng kinh, lễ sám, vân vân. Y 9 điều mặc để bố tác, để đi khất thực, để tham dự những cái pháp hội quan trọng như là đi vào trong cung, đi thuyết giảng, vân vân. Thực ra khi giảng nói như vậy thì trên cái thực tế của chúng ta nó có cái sự sai khác, có cái sự cải cách. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế thì ăn mặc rất là đơn giản. Năm y nó là cái củng, mình gọi tránh cái tiếng nó không hay, nó cái quần, nó là cái củng, cái sà rông ấy. Năm y, y năm điều là cái sà rông quấn. Rồi trên thân này là khoác cái y 7 điều, lùm nó lại, tức là trùm
đâm lại, vắt lên cái cuộn quấn theo cái cánh tay. Ý chính điều là để vắt thêm trên vai, để đi những công việc quan trọng, hay là trong khi về khuya, thời tiết lạnh thì cái y nó trùm để ngự hàn. Đơn giản chỉ có ba y như vậy. Nhưng do ni chúng xuất hiện trong tăng đoàn, mà cơ thể của người nữ thì nó khác, cho nên trống trơn như vậy thì nó lộ hình khó coi, cho nên người đời người ta chê dèm. Đức Phật nhân đó mới dạy ở bên ni cho họ thêm một cái áo che ngực, mà gọi là phú kiên, cái áo che vai che ngực. Sau ngày A Nan, ngày A Nan đẹp lắm, không biết ngày A Nan đẹp như thế nào, mà trong kinh nói là Phật có 32 tướng, chứ ngày A Nan cũng khoảng 30-31 tướng vậy đó. Ngày A Nan đẹp lắm, mà mỗi lần ông đứng, ông khoác y lộ cái nách, cái tay nó trắng nõn, nó đỏ hồng ra, cho nên mấy bà mấy cô họ thèm dữ lắm. Phật nghe cái chuyện vậy nghe nè, ông A Nan cũng khoác luôn, bắt buộc ngày A Nan cũng mặc áo phú kiên luôn. Vì vậy mà bên tăng từ đó là phải khoác cái áo để nó kín đáo chứ không gì. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa thì bây giờ là cái thời bên cái xứ này thì y phục phải kín đáo, phải trang nghiêm. Cho nên các vị Tây vực qua thì mặt nó trống trên trống dưới như vậy, mà gặp cái lúc mà trời tuyết mùa đông lạnh đó, cho nên đứng rung lập cập vậy đó. Nhà vua thấy tội mới thôi mới nghiên cứu tìm cách cho phục sức thêm cho nó kín đáo. Dần dần á kết nối thêm hai cái tay nữa, hai cái tay này kết vào trong cái áo che vai. Rồi cái áo che vai đó thôi mai liền luôn với cái củng, thành ra nó có chiếc áo thụng này. Cái áo thụng này là hậu thân của chiếc áo phú kiên và cái quần, cái củng. Dần dần nó hình thành đủ hai vai và chúng ta thấy cái chiếc áo ngày nay chúng ta mặc. Rồi lạnh quá mặc cũng không đủ ấm, cho nên thêm và thêm riết có những phục sức như ngày hôm nay, nào là áo trong, áo ngoài, áo dài, áo ngắn, áo thường phục, rồi áo vân vân, rất nhiều thứ áo. Nhưng mà cũng không dám bỏ, vì vậy cho nên ba y của Phật dạy cũng giữ. Nhưng từ đó chúng ta giữ ba y thì nó mang cái tính cách là khoác mặt để trì tụng lễ sám, chứ không còn là cái nghĩa là để che thân như ngay lúc ban đầu. Mặc dù cái tính chất ban đầu của Phật dạy với ngày nay thì nó có những cái sự chuyển đổi, nhưng chúng ta vẫn giữ. Thành ra trong luật nói là mặc y năm điều để làm việc. Tôi thấy mấy thầy quét nhà đâu có ai mặc y đâu. Mấy thầy lao chùa hay là rửa chén rồi đâu có mặc y. Thành ra cái chữ y đó có chỗ chúng ta phải hiểu nó là vải. Còn có những chỗ cái chữ y chúng ta hiểu là kasa. Thì ở đây chúng ta đang nói đến vấn đề kasa, là cái chiếc áo. Nói theo tiếng Việt Nam mình đó, cái này gọi là áo thụng. Chiếc áo này gọi là áo thụng. Và vì nó không phải choàng quấn trùm che, thế cho nên không nhất thiết phải may to. Chúng ta thu lại, gọn lại cho đến thành cái y như ngày hôm nay. Thành ra nó thành cái y lễ sám.
Ngay từ lúc ban đầu, cái khoác mặt thì cũng đơn giản lắm, nhưng từ ở chỗ cung kính Pháp, cho nên người ta làm những cái hành động gì cũng đều không đi ngược lại với cái tinh thần cung kính đó. Cho nên từ đó các tổ dạy khoác y, mặc y như thế nào để mà mình quán niệm và cái y đó nó không rời thân mình. Trong luật dạy y bất cách túc, y không được cách đêm. Nếu mà khi minh tướng mọc, mặt trời đã xuất hiện mà mình không chạm đến cái y của mình, tay mình không đụng tới y, coi như là mình mang tội cách túc. Thế cho nên cái sự thọ trì nó có nguồn gốc của nó và nó có ý nghĩa đó. Bây giờ xin đại chúng để tâm quan sát cái cách cầm y, cái cách khoác y như thế nào, để rồi chúng ta sẽ thực tập. Tôi xin mạn phép đại chúng tôi làm người mẫu một chút. Chúng ta cầm y thì trong giới đà có dạy là ví dụ giờ này các giới tử hãy cầm cái y năm điều lên dân nhan trán để nói theo tôi bạch thọ trì. Thì chúng ta cầm y như thế nào? Chúng ta cầm đưa cái mép y này được đưa ra ngoài, đưa ra ngoài chứ đừng có đưa nó lên như này, chứ đừng có úp nó xuống để mà mình cầm cái thao tác nó không có lẫn lộn. Chúng ta cầm y như thế này, dâng lên trán để chúng ta dâng lên, dâng ngang mày nhìn lên chứ không phải gục đầu xuống mà dâng. Từ cái chỗ này tôi xin mở cái mặt nói thêm, trong nghi thức quá đường mình dâng bình bát cũng vậy đó. Bình bát mình phải dâng ngang trán mình, bình bát phải dâng ngang trán. Nhưng mà tôi thấy có nhiều cái hình ảnh mà chụp trên báo Giác Ngộ, các cái trường hạ đó, các vị gục cái đầu xuống nhân, có phải vậy? Mình không có gì tàm quý xấu hổ che mặt mình hết á. Thì cái y cũng vậy, khi nó dâng lên trán không phải đâu, không phải như vậy. Nhìn lên có ông thầy cũng nói cái gì, cũng dạy cái gì để mình ghi nhận. Dâng lên trán, khi bạch xong rồi mà mở y ra thì chúng ta nắm trọn vẹn cái phần này, chuyển qua bên vai bên trái, chuyển khoác vai bên trái. Các vị nhìn thôi, khoan làm thêm, ghi nhận, học trực giác. Rồi một chút chúng ta sẽ làm, đừng làm theo bây giờ mà chỉ nhìn lên ghi nhận. Nhớ là khi sổ y ra rồi thì chúng ta chuyển liền, chuyển qua bên vai bên trái. Kế đó, cái tay chúng ta lần tìm cái bần bà, nó nằm ở xứ mô. Cái bần bà tức là cái chỗ sợi dây, cái móc, cái cúc áo đó, mình nắm ra đây. Rồi tay này chúng ta giữ cái nếp này, sau đó mình mới đưa cái tay phải mình lòn ra phía sau để mình nắm cái này. Kéo ra, cái này tạm vắt lên cái này. Lòn cái tảo bên đây, ở dưới vàng, ở dưới nách. Chúng ta cột buộc lại. Ok. Sau đó cái tay này chúng ta xếp lại, nhỏ quá không cần xếp, chúng ta bắt lên. Khi mặc xong rồi chúng ta sửa kéo cổ áo ngay ngắn. Các
các vị theo dõi cái mấy cái thao tác này cho thật kỹ. Nếu chúng ta không làm như vậy á, nó sẽ lượm thượm, trong khi mặt mà y pháp mà chấm đứt là mang tội đột các la. Tội đột các la là gì? Là tội đánh đòn quỳ hương của các mặc y áo xốc xếp, không có kính trọng pháp y thì mắc tội. Cái tội đó thuộc về cái hành động gọi là ác tác, tức là hành động không đúng, hành động sai trái. Có khi thì mình nói năng, mình lời lẽ không đẹp thì mắc tội ác thuyết. Mình phát ngôn bừa bãi, mình nói những cái lời lẽ không phù hợp với người tu thì mắc tội đột các la. Thì tội đột các la đó nó chia làm hai phần. Một phần là về cái lỗi lầm của hành động, một phần cái sai trái của lời nói. Cho nên mặc y mà để chạm đất vì không cung kính y, cho nên có thể phạt quỳ hương, đánh đòn, hoặc là như thế nào đó, đóng trăng, phơi nắng. Nó thuộc về ác tác. Cái quan trọng nhất là y không cho chấm đất, không cho phết dưới đất. Yeah. Mặc như vậy xong rồi, khi mình mở y ra thì mình nắm cái này tròn lại phía sau, nhớ là bàn tay không được trùm qua đâu. Có nhiều vị mặc y cái để trùm qua đầu thờ, cái đỉnh đầu còn với bàn tay mình không có lòn, tròn sao rồi à, đưa qua đây, nắm lại cái này, mở cúc áo ra, đưa lên, tay này là nắm liền hai cái mối này, cái tay này lần theo cái chiều này đưa ra. Thì đưa ra thế này, chúng ta xếp đó, chúng ta xếp cũng cái y vào trong thân chúng ta. Xếp cái y cũng xếp vào trong thân, không có rời, không có vòng quanh này mà đều quấn vào trong thân. Rồi nếu cần thì chúng ta vắt lên tay. Không được lấy y tròn cổ, không được trùm đầu, cầm đi. Còn nếu chúng ta cắt thì chúng ta xếp lại cho gọn. Cái y áo xếp cho ngay ngắn thẳng thoáng lại. Nó là cái y, nó là cái tiêu sĩ của ba đời chư Phật, là cái cờ niêu. Cho nên không được khinh xuất nó, phải để ở chỗ tôn quý. Cho nên xếp đi áo cũng phải ngay ngắn chứ không phải giòn một cục thì nhét. Nếu mình coi đây là ông Phật đó thì đó là Phật, mà mình coi đây là khúc gỗ thì đó là khúc gỗ. Mình coi đây là áo pháp thì nó là áo pháp, và cái màu nhiệm của nó sẽ xuất hiện. Còn mình coi nó là miếng vải thì cái giá trị của nó mất. Tại vì tâm mình không có pháp, cho nên mình tiếp chạm đến cái nào mình cũng làm hư hỏng cái điều đó thôi. Cho nên cái quan trọng là cái ý thức. Khi khoác áo, mặc áo đơn giản như vậy, rồi đến cái y thứ hai mình cũng giữ nguyên áo cái y như vậy, mình khoác mặc tiếp y thứ hai và y thứ ba. Bây giờ tôi mặc lại một lần nữa cái chiếc áo này của tôi. Vì tôi may theo cái kiểu thức, đường thức. Y này là truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Nói là truyền thống, tức là chúng ta phải kể từ ở ngoài gốc miền Bắc. Còn có những cái y mà chúng ta ngày nay chúng ta có thêm một cái y nữa đó. Cái y đó, cái thành y thì gấp đôi cái điều y. Cái thành gấp đôi cái điều. Y đó đời thời Minh, thời Thanh của Trung Hoa thì mới có các tổ sang Việt Nam và mới đưa những cái y đó qua. Thì y đó là Phật giáo Đàn Trong sử dụng. Y đó thì nó rộng hơn,
mình mặc xong rồi mà còn dư cái thải mình xếp lại. Còn cái Phật giáo xưa đó gọn này, người ta tôi thấy có những cái thì mình thọ trì, nhưng mà nếu mà nói ra để ăn nói với nước ngoài á, thì chỉ có cái pháp vi này mới không có đụng hàng với người ta. Tàu cũng có, đại hàng cũng có. Hiện nay chỉ có hai nước còn giữ là cái kiểu thức cổ. Cái này Việt Nam mình với cái y của Nhật Bản thì còn giữ nguyên đường thức. Và lật trong Tục Tạng Kinh á, thì có vẽ cái mẫu y này. Y này nguyên thủy là y của Ngài Kim Cang Trí, tổ của Mật giáo. Cho nên cái y này ngày xưa tôi học, tôi là người miền Nam đặc sệt giá sống thôi, nhưng mà có do một cái duyên nào đó tôi học và được quý sư phụ ngày xưa dạy, có sư phụ Bình Minh là học trò của Ngài Tuệ Tạng. Thì sau khi học phân tích và thời gian sau này tôi thấy cái chiếc áo này nó gọn và đẹp, thì tôi có mặc lên quý hòa thượng, và các vị cũng có những cái sự đồng cảm với chúng tôi, cho nên tôi có cổ sĩ và mình thọ trì. Mình có thể thọ trì một y này, một y kiểu này trong ba y, tại vì mình nói mình phải có cái gì của Việt Nam. Thật ra mặc cái áo nào cũng thành Phật hết, nhưng mà không tu rồi thì khoác cái áo nào cũng đọa lạc như thường thôi. Nhưng mà nếu nói về cái văn hóa của một dân tộc, văn hóa của một cái đất nước, nó kèm với văn hóa của Phật giáo của nước đó, thì chúng ta phải có cái để mà nói chuyện. Cho nên cái kiểu thức này mấy thầy thấy tôi phát nãy tôi đưa ra, thấy không có miếng nào để xếp lại, tôi thấy mấy thầy những sự giải thích luôn cho rõ, chứ để có y của ngoại đạo. Bây giờ tôi khoác lại ha, khoác lại rồi tôi lạy để cho mấy thầy coi, mặc y phải lạy cho đẹp. Khoác lại, tròn lại lên vai. Khi chúng ta lại, chúng ta lại thôi, nhớ là cái chúng ta hôm nay, đây là cái phát hiện ngày xưa cái tuệ giác của các tổ đã cho chúng ta nhiều cái cách làm rồi. Nhưng bây giờ mình nhiều khi mình cứ nghĩ nó xưa cũ rồi mình bỏ, mình kẹp đủ thứ chuyện vô đây. Đây này, có cái cúc áo thật dài vô đây, múa cách nào đi nữa nó cần phải kẹp, phải lấy dây nhỏ cái này. Còn nếu mà sợ sốt nữa đó, bán luôn đây nè, hai cúc áo. Đó, nếu khi lại á, và chúng ta đã học rồi, chắp tay hai bàn tay, chúng ta chắp để cái tâm của Phật thật sẵn, để ngay cái trái tim này. Và khi lạy á, đưa lên hai cái ngón cái của chúng ta chạm chí tâm, thấy không? Con hạnh lễ phải như vậy mới được, chứ không phải nên cái khó coi nhất là cái lễ mà ngã mạng lễ, cái lễ mà không thể hiện cái sự thiện kính. Cho nên nội cung ngoại kính
có cái sự khác ngưỡng, có cái sự mà trân trọng, cho nên nó thể hiện ra cái dáng vẻ bên ngoài, biểu hiện cái sự kinh cung kinh. Cho nên cái lại cái đầu mình phải cúi xuống, ngoại trừ là ai mà bị cặp thì đi nóc đi cắn cổ hồi xưa nó thì không cúi thì nó đành chịu thôi, lại phải cúi đầu xuống, bàn tay mình đi xuống cái cổ mình phải, cái đầu mình phải cúi xuống, mô bắt trói cũng liền trói ngay người tôi cũng phải là như vậy. Mô có nhiều người chào hỏi như vậy mình đợi phải đó, cho nên khi lại Phật tôi nói như vậy thì nó hơi lẽ ra không nên nói ở đây, nhưng tôi muốn nói hết những cái cảm xúc của tôi để gì, để quý thầy sau này mình sẽ biết đâu ngày mai ngày kia quý thầy sẽ ngồi đây, quý thầy sẽ hướng dẫn lại đại chúng mình về mình dạy đạo chúng mình nữa, làm sao cho tăng sĩ Việt Nam xuất hiện ở đầu cầu cũng thế. Ngày nay đi ra đường phố gạt cái tay gì cũng đúng mấy thầy mấy bà, nhưng mà oai nghi vẫn có, nó giảm mất rất nhiều, ăn mặc sắp xếp lôi thôi phẩm hạnh cũng có, cái điều đó là điều đáng buồn. Cho nên cái từ trong nhà ra tới ngoài đường mình luôn luôn phải giữ cái nét đẹp của mình, được cái hoàn hảo. Giờ trong khi chúng ta thể hiện cái đẹp lại như thế này, phi lại như vậy xuống, phi xuống như vậy mình nhớ cái tay này mình phải đưa cái tà này ra, chứ không phải là nếu mà lại mà cái bàn tay chưa xuống mà cái đầu gối xuống trước thì đó là lại của cư sĩ, cái đó lại của người đời, người tu mình không lại như vậy. Tôi xin phép tôi lại đại chúng tụ lại để các vị coi, các vị nhìn cái thao tác đó, cái thao tác của mình thấy không, không ai xuống vậy, hãy trừ cái thân nó hơi nặng thì cái đó là nhân việc ngoại lệ. Cứ cái thao tác đó như vậy, trong khi mình lại đó, nếu mà học cho kỹ đó, thì trong khi chúng ta lại xuống nè, tôi sẽ không diễn từng động tác. Quy Phật, cái tay phải mình chạm xuống đất là mình quy Phật, kế tiếp là tay quy Pháp, rồi hai đầu gối mình mới chạm xuống đất, và lúc đó cái người mình phải duỗi hai bàn chân phía sau ra, thì bàn tay mình đưa lên cao ra là quy y tâm, khi cái đầu mình đưa xuống chạm đất thì hai bàn tay mình mở ra là quy y tâm mở hông. Hướng dẫn nãy giờ.
ngang tay đi. Không phải đến lúc lên giới đàn chúng ta mới cầm y thọ trì, mà mỗi lần mặc y chúng ta phải đọc cái kệ chú, chứ không phải vừa mặc y vừa nói chuyện, vừa mặc y vừa đi. Theo cái luật của thiền đường đó, chúng ta phải mặc y ở trong phòng chúng ta rồi chúng ta mới đi buôn tập, chứ không phải vừa đi vừa khoác áo vừa chạy. Cầm y rồi chúng ta nghe thích một tiếng thánh, chúng ta sẽ sổ y ra và khoác, chuyển khoác lên vai trái. Bây giờ chúng ta thực tập cho đồng đều theo cái nhịp khánh. Sổ y ra, tròn lên vai trái, rồi mặt tròn ra thì phát ra mặt. Mặc xong rồi kéo cái cổ áo cho nó thẳng thớm lại, phải tập sao cho nó thuần thục. Cái y này chúng ta phát mặt giống như y sai di ở nhà thôi, nhưng mà không biết ở nhà nó thường đắp y ở nhà mới có thường đắp y không, mong thọ giới cho đường đi đắp y, có y rồi nhé. Gói đất nhìn cái y lấy ra là biết cái nét y nó còn nó chưa có sẵn, nhưng là rõ ràng là không có trì thọ. Xong rồi chúng ta sẽ lại Phật cái y bác đó. Có thể bây giờ với thầy để người như vậy đi, bước mỗi người bước qua bước mà sẽ cầm được cái y bác của mình, không có giảm lại. Giờ đại chúng cùng để theo tiếng khác, nhưng mà chúng ta cũng tập với bằng thánh thình đang về
giờ này chúng ta